Xin chào quý vị khán giả, chào buổi sáng mọi người. Hôm nay thì mình cùng với em Tâm tiếp tục khám phá những cái chợ phiên ở trên Lào Cai các bạn ạ. Đây là vẫn thuộc huyện Bắc Hà nhỉ cô nhỉ? Thuộc huyện Bắc Hà. Hôm nay anh em mình đi chợ Cốc Ly các bạn, xã Cốc Ly. Đầu tiên thì anh em mình đi ăn sáng một chút đã. Hôm nay thì anh em cũng dậy sớm. Sau cái thời gian mưa dài thì hôm nay thì trời nó đã tạnh ráo rồi. Và thời tiết rất là đẹp, anh em đi từ sớm để ghi hình cho các bạn là khám phá cái chợ này nhá. Giờ để mời mọi người ăn sáng nhá. Sáng nay thì anh em mình ăn bánh cuốn thôi, nhẹ nhàng thôi. Rồi đi ghi hình luôn, mời mọi người ăn sáng. Lại bị hơi nước tiếp rồi sao Tâm? Phải không? Có phải không? Có phải bị hơi nước nữa không? Không. Không à? Sao như này bị hơi nước nữa ấy? Ủa, nhiều các em bé quá. Em bé này xinh lắm. Hàng giá này đắp hàng ghê. Cô có mấy cái bộ nhạc cụ của dân tộc gì đấy cô? Của dân tộc Dao. Của người Dao hả cô? À, có cái trống được chêm bằng những cái gỗ để cho cái mặt da nó căng lên ạ. Cái này là để cho thầy cúng hả cô? Vâng, thế là chiêng trống đầy đủ luôn. Đây là các cái vải vóc để làm trang phục của người Dao luôn hả cô? Vâng ạ. À. Các cái đồng bạc, cô có đồng bạc cổ không cô? Cái này là mấy kia có phải cổ không? Cái này là bằng non đấy ạ. À, không phải cái bạc cổ tốt ngày xưa đâu đúng không ạ? Những cái đồ này mới là đồ cổ ngày xưa. À. À. Cổ ngày xưa họ dùng mòn hết rồi này. Xong mình làm nó sáng lên à? Ờ, cái này mình mang ra hiệu, mình lại rửa, mình mang đi bán. À thế ạ. Vâng. Còn cái đồng này có dùng đánh cảm được không? Cái đồng cũ cũ đấy. Cái đồng này chỉ dùng để chơi thôi chứ không đánh cảm. À không đánh cảm được. À. Nó phải cái bảng này mới đánh cảm. À. Như ví dụ như cái vòng tay này mới đánh cảm được. À thế ạ. Vâng. Cháu có người nhờ và đang tìm cho cái đồng su cổ cổ kia để đánh cảm xem nào. Có mà, nhưng mà đây thì cái kia thì đắt. À. Thì mang cái hàng rẻ này họ đi chơi làm lý. À thế ạ. Vâng. Vâng, cháu cảm ơn cô nhé. Có ngon không bà? Rượu có ngon không? Tí nó phải ngon. Thấy nó ngon, nó ngọt các bạn ạ. Rượu mình đứng xa rồi thì mình cũng thấy thơm các bạn. Nhưng mà đi xe đường không dám thử rượu. Cô đang làm các cái món ăn sáng ở đây thì chào cô nhá. Nó cũng không được nhiều món hấp dẫn bắt mắt như bên Bắc Hà, nhưng mà bù lại thì cái không gian nó mộc mạc các bạn ạ. Không gian rất là mộc mạc, rất thích. Không biết tê tóc à? Đấy, cả một gia đình ăn sáng rất đẹp. Mấy tí chấm tay gõ lộn không một tí chấm tay gõ không? Đá chồng hỏi mà cái mùa là không nhiều. Quá tránh hai mà. Khu này là khu bán thịt lợn rồi các bạn này. Chào anh. Thịt lợn của anh ấy ngon quá này các bạn này. Lạc mà tươi lắm, màu đẹp. Mỡ trắng tinh luôn.
Ở trên này là mỡ còn bán được nhiều hơn lạc ấy anh nhỉ? Mọi người mông người ta đi làm là người ta xào rau à, là phải có mỡ. Mỡ là sử dụng hàng ngày, sử dụng thường xuyên hơn. Ui, một cái đầu lợn to kinh khủng luôn. Cái đầu lợn này, cái con lợn này chắc là phải đến 2 tạ các bạn ạ. Nhưng mà mình không quay cận nó được. Mọi người mua lợn, thịt lợn rất tấp lập luôn. Thịt của chị này này. Quá ngon luôn. Thịt ngon quá nhỉ. Đấy, cái miếng vừa cắt này, miếng vai à? Vai. Miếng vai đỏ tươi. Cạnh hàng thịt là đến hàng rau các bạn ạ. Đấy, mọi người bày bán ngồi ra đường, ra lên xuống cái lền của nền đất này luôn. Đây là cái bánh gì đây chú? Bánh cái củ khoai để làm bánh cho người Mông, của người Mông đấy đúng không ạ? À rồi, cái này về mình thái nhỏ mình nấu canh đúng không ạ? Không, thái nhỏ ăn xào vặt thì làm. Xào cũng được ạ? Xào vặt thì làm. Làm bằng cái bột của một củ khoai đúng không ạ? Bằng củ to bằng này. Củ đấy mình trồng hay là mình lấy trên rừng? Trồng. À, mình trồng được ạ? À vâng. Vâng, cảm ơn chú. Thấy nhiều lắm. Thấy cái loại củ đấy á? Ừ, người ta làm mấy cái này không phải xào thịt đấy. À đây cũng có này. Đây có cái bánh đây. Và một ít thảo quả nữa này. Thảo quả này đang bắt đầu chín rồi các bạn. Ồ, đoạn này ai cũng bán cái bánh này luôn. Cái bánh này là bán theo cân hả cô? Hả? Cái này là bao tiền một cân cái bánh này? 25.000 một cân. 25.000 một cân à? Đấy. Đợi mua được giá đỗ này, sắp ngủ gật nơi rồi. Đây anh em mình đi ra khu ngoài này, có một số cái gọi là nào nhỉ, gọi là cái chỗ bà con bán đồ dược liệu, đồ đặc sản thì cho các bạn xem nhé. Ở đây thì vẫn là phở Thái các bạn ạ. Mọi người mua rất tấp lập. Đây là cô người Mông bán các cái một số cái bài thuốc cổ truyền nhé. Bên cạnh thì đặc biệt là có cái sạp đồ dược liệu tươi rất là thơm của sâm đương quy các bạn ở trước mặt này các bạn này. Đấy, và những cái bó sâm cau. Đặc biệt là đây là mình thấy có một cái cây lạ. Cây này mình chưa thấy bao giờ này. Cây là hoa mà. Hoa đúng không? Hoa. Hoa nó đẹp nhỉ. Cầm cẩn thận nó vỡ. Cái này gọi là hoa gì đây chị? Lụ gì? Lụ bao tử. Gọi là lụ bao tử. À tức là lụ dạ dày các bạn ạ. Tức là đúng không? À, chính là cái hình dáng của nó giống cái dạ dày các bạn ạ. Và người ta gọi nó là lụ bao tử. Cái này cũng là để chữa bệnh đau bụng dạ dày luôn à? Chữa bệnh dạ dày luôn. À lụ tươi. Cây của nó là cây gỗ hay là cây dây leo? Dây leo thôi. À dây leo xong nó ra cái hoa này à? À mình hái về. Về mình đun nước uống à? Cái này mình ngâm rượu hoặc là mình à ngâm rượu hoặc là nấu với thịt các bạn ạ. Nó đẹp thật đấy, nhìn nó như là một cái con chim, như một con chim luôn. Bà có mua không bà? Có mấy con chim thôi, không sắp hết rồi. Ôi. Bà sợ đấy này à?
Bà sợ cái này không dám cầm. Nó là cái hoa mà. Cái bông hoa. Đây bà cầm cái cuống xem. Bông hoa mà. Hoa. Vâng, hoa hoa. Bà chắc bà thấy nó nhún nhún bà sợ. Đấy, có một cái bài thuốc chữa dạ dày nữa. À đây, hạt dổi đây, chị đã có khách mua hạt dổi rồi. Hạt dổi thơm lắm. Năm nay thì hạt dổi thì nó đậu nhiều quả ấy. Giá nó cũng rẻ hơn mọi năm các bạn. Đây tam thất khô này. Tam thất khô rất là tốt, nó dạng như sâm các bạn ạ. Nó tăng cường sức đề kháng, sức khỏe cho cơ thể, tốt cho tim mạch, tiêu hóa, nói chung là nó chữa được nhiều bệnh các bạn. Cái củ ấu tàu này, sâm đương quy này thì loại nhỏ đấy các bạn. Tam thất thì có bột tam thất nữa này các bạn này, này ổn định huyết áp này, điều hòa huyết áp và trị các cái chứng hay bị mất ngủ các bạn. Ở đây thì chủ yếu là người Mông, người Dao, người Giấy các bạn ạ. Đây, các cô ấy tranh thủ mua dược liệu, mua thuốc về đây, mua củ ấu tàu và rễ của cái củ tam thất. Cái tam thất củ thì nó hơi đắt, người dân thì không có nhiều tiền thì mua cái rễ về để chữa bệnh các bạn ạ. Chú này vừa bán dược liệu vừa bán cả bánh dày luôn à? Đa gì? Dược liệu đó thì là gia vị. À gia vị và đấy, bên kia gia vị các loại hoa hồi thảo quả. Còn bên này thì dược liệu các bạn này, dược liệu khô này. Rất nhiều bác hỏi cái đôi người này đắt tiền lắm. Đông trùng hạ thảo đây. Tốt cho tim, tốt cho gan, cho thận đấy các bạn này. À đây chị, đây cũng có cả gừng đen này. Cái này vẫn còn tươi chị nhỉ? Cái gừng đen này. Chữa dạ dày. Đây nhà mình đi ra đến phía ngoài cổng chợ rồi các bạn này. Ở đây thì có mấy thùng cá các bạn. Thùng cá này chắc là các chú mang ở bên dưới lên bán. Cá rô và cá chép. Bên này cá chép to nhỉ. Mình có 5.000 đâu. Nhưng mà mọi người mua cá nhỏ, cá rô là nhiều đó. Mấy con cá to cái nó lại hơi nhiều tiền. Đây cô ở cái túi cá nhiều, cá mương ấy, cá trắng nhỏ. À đây, hoa đu đủ được rất là tốt cho hệ hô hấp các bạn này. Về ngâm mật ong để chữa ho, chữa viêm họng này, rất tốt các bạn này. Điên à? Quên mất rồi. Chào cô gái bán dao. Cô dao của em toàn dao to lắm. Đây, gia đình nhà anh này là mua được 3 con dê này rồi. Với giá là 8 triệu các bạn ạ.
nhiều người quá, nó sợ. À, đây cô đang bán dao truyền thống của người Mông đấy các bạn này. Cây dao phát ở đây thì nó hơi ngắn một tí so với lại ở dưới đồng bằng mà người làm thì con dao nó phải dài hơn một chút đấy. Anh em mình đi ra phía ngoài này để xem cái khu vực chợ bán gia súc các bạn ạ, có trâu, có dê và cả lợn, chó nó một ít ở phía đằng sau thôi kìa. Trời thì bắt đầu mưa rồi các bạn. Đi lượn lượn cho các bạn xem cái không gian của mọi người trao đổi mặc cả mua bán. Ở đây thì đa số là mọi người mua trâu về để nuôi các bạn ạ. Đây mọi người xem xét rất là kỹ. Các bạn thấy rất nhiều các cặp trâu cả mẹ cả con nhé. Đa số là trâu giống. Rất là đông thương lái và người dân các bạn. Đây là cái chợ trâu phải nói là to nhất ở trên Tây Bắc này các bạn. Con này thì khá là già, hai cái sừng nó thì còn bị lệch nhau, cặp sừng khá là dị luôn. Sao mình sơn đỏ nó ra mà chú? Sơn nó mua rồi. À, đánh dấu à? À, đánh dấu à? Mưa rồi, chết rồi. Còn không kịp đi hết cái chợ trâu rồi các bạn. To thật đấy. Anh cũng cho thò. Đấy, em thích thử anh thử hai con của anh khách thử cho mà anh. Mới chờ. Đánh đi. Ở đây các chú là thử trâu là còn cho đánh nhau thử nữa các bạn ạ. Nhiều người là cũng đến đây để tuyển trâu trọi các bạn. Tuyển trâu trọi để tham gia các cái lễ hội. Những con trâu to đẹp này là lọt vào các cái ứng viên để làm trâu trọi. Phúc ơi! Còn những cặp mẹ con này thì đa số là để về làm giống thôi. Bán con này đi, bán mấy ạ? 28 triệu. Con này đây cô đang đưa ra giá là 28 triệu đấy các bạn này. Người bán trâu ở đây mình thấy là vất vả lắm các bạn, vì mang con trâu từ trên bản xa, trời thì trời mưa xuống mà chẳng biết bán được không, không được giá thì lại mang về, xong là lại phiên đợi phiên chợ sau lại mang đến, rất là vất vả. Cô phải bán được trâu rồi đây à? Bán được con nào đấy cô? Chưa bán con nào đâu. À, thấy cô nhiều tiền đấy, tưởng bán được con nào rồi. Tôi nói vay của cháu một tí nên mang đi trả cho cháu. À, vay trước à? Vâng. Ở dưới này thì mọi người sẽ bày lợn ra. Lợn, chó, dê. Hai chú chó này còn khá là lon này. Trời thì đổ mưa rồi. Quay cho anh này á.
Thời gian vừa rồi thì mưa kéo dài, các bạn mọi người cũng không xuống chợ được đông lắm. Nhiều địa phương bị sạt lở, bị lũ quét các bạn. Nên là còn phải lo khắc phục cái đời sống hàng ngày các bạn. Người đi chợ cũng ít hơn hẳn. Ở đây thì có hai, rất là hiếm có hai du khách nước ngoài. Cái này bán dê này. Dê thì có vẻ bán chạy hơn các bạn. Thế mọi người trao đổi nhộn nhịp hơn. Con này thì chắc bằng con dê ở nhà mình. Vừa anh ấy cân là được khoảng 30 cân cả lồng, thì trừ đi chắc còn khoảng hai mấy cân, 25 cân, 25, 26 cân. 26 cân à? 26 cân 5. À. 26 cân 5 nhân 80 ạ. Giá dê 80. Thành có 2 triệu 2 bao nhiêu ạ? Con này thay răng rồi sao mà rẻ thế anh? Con này thì vẫn còn răng nhưng mà 2 triệu 1 20. Hôm đó cho nghe thấy bảo nếu mà thay răng là nó mới rẻ, không được trên trăm một cân cơ. Có bán không? Có được, nếu mà 2 triệu 2 thì anh em cũng có 2 triệu 2 thì bán được. Nó sức luôn. Anh em mình phải nói dùng. Mấy triệu mà này? Đi. Em dê này thì có cái rất là phong cách các bạn. Mái tóc này. Rất phong cách luôn. Có bộ máy xù và dâu. Hình ảnh này có thể là gợi cho các bạn nào có thể là xây dựng cái style mái tóc cho mình, có thể là truyền cảm hứng cho ai đó. Ôi. Con dê này to nhưng mà đuôi ngắn. Dê này mọi người cũng di chuyển bằng ô tô hết các bạn ạ. À đây đàn dê cũng được đi chợ rất là lịch sự luôn. Đi hẳn xe bốn bánh xuống chợ luôn. Xa hơn cả người. À, xa hơn cả người. Thế là cứ bán được thì lại cho nó xuống luôn, còn không có để trong này không? Mang xuống ạ. À, dê nhà em đây à? Vâng. À, ở tận đâu mang xuống em? Em ở Khánh Hòa. Khánh Hòa. Ở Khánh Hòa. Yên. À. À, anh thật ra chưa đến cái địa danh đó. Cái đây bao xa? Tầm gần 100 cây. Gần 100 cây cơ à? Gần ạ. À. 20 cây từ đây về nhà. À. Cũng đi khá là xa. Nhưng được cái nhà mình có xe này nó cũng thuận tiện đúng không? Khách có lấy thì mình cho xuống, không mình cứ để trên đấy thì nó không mất công nhiều. Bán ra già đi. Con này á. Cho ra. À, như thế là người dân là một phần là cũng mua dê từ các cái thương lái ở nơi xa mang đến. Giờ thì có thêm những cái đoàn khách du lịch nước ngoài đến các bạn ạ. Cũng khá là thú vị khi mà du khách nước ngoài đi một cái đoạn đường khá là xa và hiểm trở đến đây để trải nghiệm, để gọi là xem cái không khí chợ ở trên Tây Bắc này các bạn ạ. Không phải là ở đâu cũng có những cái chợ như thế này. Ui, mọi người đi quế về chồng rồi.
Hello. Ủa, very tall. Cao gia đình. Gia đình nhà cô chú là không biết người ở đâu mà cao thế. Chị hướng dẫn viên ơi, chị đang dẫn tour người du khách nước nào mà cao thế? Hà Lan. Người Hà Lan à? À. Cơn lốc màu da cam. Cao thật đấy. Cái cô hướng dẫn viên cô chỉ bằng một nửa cái chiều cao của cái chú thôi các bạn ạ. Mình cũng sẽ kết thúc cái video ở đây các bạn nhé. Mình khám phá nhanh một vòng quanh cái chợ này. Nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Và không khí thì rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình nhé. Các bạn có nhu cầu sử dụng cái đồ gì ở trên Tây Bắc thì liên lạc với số điện thoại mình để ở dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.